Cao đẳng SCT Quân SCT 2 chào đón 16 đội thi đến từ các cơ sở Eppoli trên toàn quốc. Chương trình xong là mình chấm luôn. Trong quá trình chương trình mình trong quá trình chương trình là mình chấm luôn rồi đó. Có hai cái vấn đề, thứ nhất là cái em chọn cái banner rất rối mình không. Tây Nguyên chào đón Mấy phiên bản 1.83 và 8.4.